Trong số 9 nhà giáo ưu tú trên địa bàn tỉnh được phong tặng cuối năm 2023 vừa qua, riêng trên địa bàn thành phố Hải Dương có 4 nhà giáo. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 1988, thầy giáo Vũ Thanh Lam về dạy học tại trường cấp 3 Cẩm Bình cũ, nay là trường Trung học Phổ thông Kẻ Sạt, huyện Bình Giang. Năm 1999, thầy Lam bắt đầu gắn bó với trường Trung học Phổ thông Hồng Quang ở thành phố Hải Dương. Trưởng thành từ giáo viên dạy môn vật lý, rồi tổ trưởng và phó hiệu trưởng. Năm 2016, thầy giáo Vũ Thanh Lam được giao trọng trách hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Hồng Quang. Ở bất kỳ cương vị nào, thầy Lam cũng luôn sát sao với các hoạt động dạy và học, trở thành tấm gương để động viên khích lệ giáo viên, mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, tạo hứng thú tiếp thu kiến thức cho học sinh. Với lòng đam mê tâm huyết với nghề, thầy Lam cùng tập thể giáo viên đã xây dựng trường Trung học Phổ thông Hồng Quang thành một trong những trường trọng điểm của tỉnh về chất lượng giáo dục. Cùng với nhiều danh hiệu và phần thưởng được đón nhận trước đó, cuối năm 2023 vừa qua, thầy giáo Vũ Thanh Lam được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Không thể giấu được cái sự vui mừng cũng như là cái cảm xúc rất là ấm áp khi được nhà nước ghi nhận, nhà nước phong tặng với danh hiệu rất là cao quý đối với mỗi một nhà giáo nói chung. Thực ra đây là một cái vinh dự của cá nhân cũng như là của nhà trường. Thế và xác định cái vinh dự ấy thì bản thân cũng phải có những cái nỗ lực tiếp trong quản lý, trong giảng dạy, làm sao đó để nâng cao cái vị thế của nhà trường, gây được cái những cái tin tưởng, uy tín của nhà trường đối với nhân dân. Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Trãi là cơ sở giáo dục duy nhất trên địa bàn tỉnh có hai giáo viên được phong tặng danh hiệu cao quý nhà giáo ưu tú đợt này. Đó là thầy giáo tiến sĩ Trịnh Ngọc Tùng, hiệu trưởng, và cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh, phó hiệu trưởng. Trải qua gần 30 năm công tác trong ngành giáo dục, thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng luôn hết lòng với sự nghiệp chồng người. Thầy đã có 12 sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, 8 bài báo khoa học. Cuối năm 2023, thầy Trịnh Ngọc Tùng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Về nhận công tác tại trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Trãi năm 1999, năm 2021 cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh đảm nhận cương vị phó hiệu trưởng. Trong quá trình dạy học, cô Thanh đã có nhiều sáng kiến đề tài khoa học được ứng dụng và trực tiếp bồi dưỡng 47 học sinh đạt giải các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Trong đó có 4 giải nhất, 6 giải nhì, 24 giải ba. Cô Thanh còn tích cực hỗ trợ nhiều đồng nghiệp trở thành giáo viên dạy giỏi. Khi nhận được cái danh hiệu này thì tôi cũng như là tất cả những người được vinh danh thì đều rất lấy làm tự hào. Và thực tế là chúng tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ họ hàng, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và các thế hệ học sinh. Cho nên từ cái sự quan tâm của tất cả những người thân như thế thì chúng tôi cũng tự thấy là phải làm thế nào đó để xứng đáng và giữ vững được cái sự cao đẹp mà được với cái danh hiệu nhà giáo ưu tú mà Đảng nhà nước đã trao tặng. Cô giáo Lê Thị Thu Hiền đang dạy học tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cử là một trong hai nhà giáo ưu tú trẻ nhất của tỉnh Hải Dương được phong tặng đợt cuối năm 2023. Qua hơn 20 năm gắn bó với nghề, cô Hiền luôn được đánh giá là giáo viên tâm huyết, gần gũi, lắng nghe ý kiến từ học sinh để có phương pháp dạy học giúp học sinh phát triển năng lực, chủ động tiếp thu tri thức. Đội tuyển học sinh giỏi do cô Hiền trực tiếp bồi dưỡng đạt nhiều thành tích qua các kỳ thi. Cô Hiền có nhiều sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 6 sáng kiến đạt giải cấp tỉnh. Khi nhận được danh hiệu nhà giáo ưu tú thì tôi cảm thấy rất vui mừng, xúc động, vinh dự và tự hào. Vì đây là sự ghi nhận quá trình phấn đấu của bản thân trong suốt thời gian giảng dạy vừa qua. Và để đạt được cái danh hiệu này thì ngoài sự nỗ lực của bản thân thì tôi đã được nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình và tạo điều kiện của các thầy cô đồng nghiệp trong nhà trường cũng như là sự đồng hành của các em học sinh trong rất nhiều các thế hệ vừa qua. Trên đây là 4 nhà giáo ưu tú đang công tác tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Dương. Mỗi người ở mỗi cương vị nhưng đều có điểm chung là những nhà giáo tâm huyết với sự nghiệp chồng người. Nỗ lực cống hiến của các thầy các cô góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.